Này thiện dũng mãnh, sắc uẩn không phải sở hành sắc uẩn, thọ tưởng hành thức uẩn không phải sở hành thọ tưởng hành thức uẩn. Thiện dũng mãnh, sắc uẩn không phải sở hành sắc uẩn, nên không biết không thấy. Nếu đối với sắc uẩn không biết không thấy thì gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, thọ tưởng hành thức uẩn cũng không phải sở hành thọ tưởng hành thức uẩn, nên không biết không thấy. Nếu đối với thọ tưởng hành thức uẩn không biết không thấy thì gọi là bát nhã ba la mật đa. Này thiện dũng mãnh, nhãn xứ không phải sở hành nhãn xứ, nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ không phải sở hành nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ. Thiện dũng mãnh, nhãn xứ không phải sở hành nhãn xứ, nên không biết không thấy. Nếu đối với nhãn xứ không biết không thấy thì gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng không phải sở hành nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, nên không biết không thấy. Nếu đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ không biết không thấy thì gọi là bát nhã ba la mật đa. Này thiện dũng mãnh, sắc xứ không phải sở hành sắc xứ, thanh hương vị xúc pháp xứ không phải sở hành thanh hương vị xúc pháp xứ. Thiện dũng mãnh, sắc xứ không phải sở hành sắc xứ, nên không biết không thấy. Nếu đối với sắc xứ không biết không thấy thì gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, thanh hương vị xúc pháp xứ cũng không phải sở hành thanh hương vị xúc pháp xứ, nên không biết không thấy. Nếu đối với thanh hương vị xúc pháp xứ không biết không thấy thì gọi là bát nhã ba la mật đa. Này thiện dũng mãnh, nhãn giới không phải sở hành nhãn giới, nhĩ tĩ thiệt thân ý giới không phải sở hành nhĩ tĩ thiệt thân ý giới. Thiện dũng mãnh, nhãn giới không phải sở hành nhãn giới, nên không biết không thấy. Nếu đối với nhãn giới không biết không thấy thì gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, nhĩ tĩ thể thân ý giới cũng không phải sở hành nhĩ tĩ thể thân ý giới, nên không biết không thấy. Nếu đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý giới không biết không thấy thì gọi là bát nhã ba la mật đa. Này thiện dũng mãnh, sắc giới không phải sở hành sắc giới, thanh hương vị xúc pháp giới không phải sở hành thanh hương vị xúc pháp giới. Thiện dũng mãnh, sắc giới không phải sở hành sắc giới, nên không biết không thấy. Nếu đối với sắc giới không biết không thấy thì gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, thanh hương vị xúc pháp giới cũng không phải sở hành thanh hương vị xúc pháp giới, nên không biết không thấy. Nếu đối với thanh hương vị xúc pháp giới không biết không thấy thì gọi là bát nhã ba la mật đa. Này thiện dũng mãnh, nhãn thức giới không phải sở hành nhãn thức giới, nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới không phải sở hành nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới. Thiện dũng mãnh, nhãn thức giới không phải sở hành nhãn thức giới, nên không biết không thấy. Nếu đối với nhãn thức giới không biết không thấy thì gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, nhĩ tĩ thể thân ý thức giới cũng không phải sở hành nhĩ tĩ thể thân ý thức giới, nên không biết không thấy. Nếu đối với nhĩ tĩ thể thân ý thức giới không biết không thấy thì gọi là bát nhã ba la mật đa. Này thiện dũng mãnh, tất cả pháp không phải sở hành tất cả pháp. Thiện dũng mãnh, tất cả pháp không phải sở hành tất cả pháp, nên không biết không thấy. Nếu đối với tất cả pháp không biết không thấy thì gọi là bát nhã ba la mật đa. Này thiện dũng mãnh, sắc uẩn không bỏ tự tánh sắc uẩn, thọ tưởng hành thức uẩn không bỏ tự tánh thọ tưởng hành thức uẩn. Nếu đối với tự tánh biết khắp như vậy thì gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, nhãn xứ không bỏ tự tánh nhãn xứ, nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ không bỏ tự tánh nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ. Nếu đối với tự tánh biết khắp như vậy thì gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, sắc xứ không bỏ tự tánh sắc xứ, thanh hương vị xúc pháp xứ không bỏ tự tánh thanh hương vị xúc pháp xứ. Nếu đối với tự tánh biết khắp như vậy thì gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, nhãn giới không bỏ tự tánh nhãn giới, nhĩ tĩ thiệt thân ý giới không bỏ tự tánh nhĩ tĩ thiệt thân ý giới. Nếu đối với tự tánh biết khắp như vậy thì gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, sắc giới không bỏ tự tánh sắc giới,
Thanh hương vị xúc pháp giới không bỏ tự tánh thanh hương vị xúc pháp giới. Nếu đối với tự tánh biết khắp như vậy thì gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, nhãn thức giới không bỏ tự tánh nhãn thức giới. Nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới không bỏ tự tánh nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới. Nếu đối với tự tánh biết khắp như vậy thì gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, tất cả pháp không bỏ tự tánh tất cả pháp. Nếu đối với tự tánh biết khắp như vậy thì gọi là bát nhã ba la mật đa. Này thiện dũng mãnh, sắc uẩn cùng với sắc uẩn không hợp không lìa, thọ tưởng hành thức uẩn cùng với thọ tưởng hành thức uẩn cũng không hợp không lìa. Như vậy sắc uẩn không hợp không lìa gọi là bát nhã ba la mật đa, thọ tưởng hành thức uẩn cũng không hợp không lìa gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, nhãn xứ cùng với nhãn xứ không hợp không lìa, nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cùng với nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng không hợp không lìa. Như vậy nhãn xứ không hợp không lìa gọi là bát nhã ba la mật đa, nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng không hợp không lìa gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, sắc xứ cùng với sắc xứ không hợp không lìa, thanh hương vị xúc pháp xứ cùng với thanh hương vị xúc pháp xứ cũng không hợp không lìa. Như vậy sắc xứ không hợp không lìa gọi là bát nhã ba la mật đa, thanh hương vị xúc pháp xứ cũng không hợp không lìa gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, nhãn giới cùng với nhãn giới không hợp không lìa, nhĩ tĩ thiệt thân ý giới cùng với nhĩ tĩ thiệt thân ý giới cũng không hợp không lìa. Như vậy nhãn giới không hợp không lìa gọi là bát nhã ba la mật đa, nhĩ tĩ thiệt thân ý giới cũng không hợp không lìa gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, sắc giới cùng với sắc giới không hợp không lìa, thanh hương vị xúc pháp giới cùng với thanh hương vị xúc pháp giới cũng không hợp không lìa. Như vậy sắc giới không hợp không lìa gọi là bát nhã ba la mật đa, thanh hương vị xúc pháp giới cũng không hợp không lìa gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, nhãn thức giới cùng với nhãn thức giới không hợp không lìa, nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới cùng với nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới cũng không hợp không lìa. Như vậy nhãn thức giới không hợp không lìa gọi là bát nhã ba la mật đa, nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới cũng không hợp không lìa gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, tất cả pháp cùng với tất cả pháp không hợp không lìa, như vậy tất cả pháp không hợp không lìa gọi là bát nhã ba la mật đa. Này thiện dũng mãnh, sắc uẩn không thêm không bớt, thọ tưởng hành thức uẩn cũng không thêm không bớt. Như vậy sắc uẩn không thêm không bớt gọi là bát nhã ba la mật đa, thọ tưởng hành thức uẩn cũng không thêm không bớt gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, nhãn xứ không thêm không bớt, nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng không thêm không bớt. Như vậy nhãn xứ không thêm không bớt gọi là bát nhã ba la mật đa, nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng không thêm không bớt gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, sắc xứ không thêm không bớt, thanh hương vị xúc pháp xứ cũng không thêm không bớt. Như vậy sắc xứ không thêm không bớt gọi là bát nhã ba la mật đa, thanh hương vị xúc pháp xứ cũng không thêm không bớt gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, nhãn giới không thêm không bớt, nhĩ tĩ thiệt thân ý giới cũng không thêm không bớt. Như vậy nhãn giới không thêm không bớt gọi là bát nhã ba la mật đa, nhĩ tĩ thiệt thân ý giới cũng không thêm không bớt gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, sắc giới không thêm không bớt, thanh hương vị xúc pháp giới cũng không thêm không bớt. Như vậy sắc giới không thêm không bớt gọi là bát nhã ba la mật đa, thanh hương vị xúc pháp giới cũng không thêm không bớt gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, nhãn thức giới không thêm không bớt, nhĩ tĩ thể thân ý thức giới cũng không thêm không bớt. Như vậy nhãn thức giới không thêm không bớt gọi là bát nhã ba la mật đa, nhĩ tĩ thể thân ý thức giới cũng không thêm không bớt gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, tất cả pháp không thêm không bớt, như vậy tất cả pháp không thêm không bớt gọi là bát nhã ba la mật đa. Này thiện dũng mãnh, sắc uẩn không dơ không sạch, thọ tưởng hành thức uẩn cũng không dơ không sạch.
Như vậy, sắc uẩn không dơ không sạch gọi là bát nhã ba la mật đa. Thọ tưởng hành thức uẩn cũng không dơ không sạch gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, nhãn xứ không dơ không sạch, nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng không dơ không sạch. Như vậy, nhãn xứ không dơ không sạch gọi là bát nhã ba la mật đa. Nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng không dơ không sạch gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, sắc xứ không dơ không sạch, thanh hương vị xúc pháp xứ cũng không dơ không sạch. Như vậy, sắc xứ không dơ không sạch gọi là bát nhã ba la mật đa. Thanh hương vị xúc pháp xứ cũng không dơ không sạch gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, nhãn giới không dơ không sạch, nhĩ tĩ thiệt thân ý giới cũng không dơ không sạch. Như vậy, nhãn giới không dơ không sạch gọi là bát nhã ba la mật đa. Nhĩ tĩ thiệt thân ý giới cũng không dơ không sạch gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, sắc giới không dơ không sạch, thanh hương vị xúc pháp giới cũng không dơ không sạch. Như vậy, sắc giới không dơ không sạch gọi là bát nhã ba la mật đa. Thanh hương vị xúc pháp giới cũng không dơ không sạch gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, nhãn thức giới không dơ không sạch, nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới cũng không dơ không sạch. Như vậy, nhãn thức giới không dơ không sạch gọi là bát nhã ba la mật đa. Nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới cũng không dơ không sạch gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, tất cả pháp không dơ không sạch. Như vậy, tất cả pháp không dơ không sạch gọi là bát nhã ba la mật đa. Này thiện dũng mãnh, sắc uẩn không có pháp sạch, không có pháp không sạch. Thọ tưởng hành thức uẩn cũng không có pháp sạch, không có pháp không sạch. Như vậy, năm uẩn không có pháp sạch, không có pháp không sạch gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, nhãn xứ không có pháp sạch, không có pháp không sạch. Nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng không có pháp sạch, không có pháp không sạch. Như vậy, sáu xứ bên trong không có pháp sạch, không có pháp không sạch gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, sắc xứ không có pháp sạch, không có pháp không sạch. Thanh hương vị xúc pháp xứ cũng không có pháp sạch, không có pháp không sạch. Như vậy, sáu xứ bên ngoài không có pháp sạch, không có pháp không sạch gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, nhãn giới không có pháp sạch, không có pháp không sạch. Nhĩ tĩ thiệt thân ý giới cũng không có pháp sạch, không có pháp không sạch. Như vậy, sáu cõi bên trong không có pháp sạch, không có pháp không sạch gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, sắc giới không có pháp sạch, không có pháp không sạch. Thanh hương vị xúc pháp giới cũng không có pháp sạch, không có pháp không sạch. Như vậy, sáu cõi bên ngoài không có pháp sạch, không có pháp không sạch gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, nhãn thức giới không có pháp sạch, không có pháp không sạch. Nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới cũng không có pháp sạch, không có pháp không sạch. Như vậy, sáu thức giới không có pháp sạch, không có pháp không sạch gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, tất cả pháp không có pháp sạch, không có pháp không sạch. Như vậy, tất cả pháp không có pháp sạch, không có pháp không sạch gọi là bát nhã ba la mật đa. Này thiện dũng mãnh, sắc uẩn không rời chuyển, không hướng vào. Thọ tưởng hành thức uẩn cũng không rời chuyển, không hướng vào. Như vậy, năm uẩn không rời chuyển, không hướng vào gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, nhãn xứ không rời chuyển, không hướng vào. Nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng không rời chuyển, không hướng vào. Như vậy, sáu xứ bên trong không rời chuyển, không hướng vào gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, sắc xứ không rời chuyển, không hướng vào. Thanh hương vị xúc pháp xứ cũng không rời chuyển, không hướng vào. Như vậy, sáu xứ bên ngoài không rời chuyển, không hướng vào gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, nhãn giới không rời chuyển, không hướng vào. Nhĩ tĩ thiệt thân ý giới cũng không rời chuyển, không hướng vào. Như vậy, sáu cõi bên trong không rời chuyển, không hướng vào gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, sắc giới không rời chuyển, không hướng vào. Thanh hương vị xúc pháp giới cũng không rời chuyển, không hướng vào. Như vậy, sáu cõi bên ngoài không rời chuyển, không hướng vào gọi là bát nhã ba la mật đa.
Thiện dũng mãnh, nhãn thức giới không rời chuyển, không hướng vào. Nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới cũng không rời chuyển, không hướng vào. Như vậy, sáu thức giới không rời chuyển, không hướng vào, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, tất cả pháp không rời chuyển, không hướng vào. Như vậy, tất cả pháp không rời chuyển, không hướng vào, gọi là bát nhã ba la mật đa. Này thiện dũng mãnh, sắc uẩn không trói buộc, không lìa trói buộc. Thọ tưởng hành thức uẩn cũng không trói buộc, không lìa trói buộc. Như vậy năm uẩn không trói buộc, không lìa trói buộc, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, nhãn xứ không trói buộc, không lìa trói buộc. Nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng không trói buộc, không lìa trói buộc. Như vậy sáu xứ bên trong không trói buộc, không lìa trói buộc, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, sắc xứ không trói buộc, không lìa trói buộc. Thành hương vị xúc pháp xứ cũng không trói buộc, không lìa trói buộc. Như vậy sáu xứ bên ngoài không trói buộc, không lìa trói buộc, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, nhãn giới không trói buộc, không lìa trói buộc. Nhĩ tĩ thiệt thân ý giới cũng không trói buộc, không lìa trói buộc. Như vậy sáu cõi bên trong không trói buộc, không lìa trói buộc, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, sắc giới không trói buộc, không lìa trói buộc. Thanh hương vị xúc pháp giới cũng không trói buộc, không lìa trói buộc. Như vậy sáu cõi bên ngoài không trói buộc, không lìa trói buộc, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, nhãn thức giới không trói buộc, không lìa trói buộc. Nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới cũng không trói buộc, không lìa trói buộc. Như vậy sáu thức giới không trói buộc, không lìa trói buộc, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, tất cả pháp không trói buộc, không lìa trói buộc. Như vậy tất cả pháp không trói buộc, không lìa trói buộc, gọi là bát nhã ba la mật đa. Này thiện dũng mãnh, sắc uẩn không chết không sanh, thọ tưởng hành thức uẩn cũng không chết không sanh. Như vậy năm uẩn không chết không sanh, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, nhãn xứ không chết không sanh, nhĩ tĩ thể thân ý xứ cũng không chết không sanh. Như vậy sáu xứ bên trong không chết không sanh, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, sắc xứ không chết không sanh, thanh hương vị xúc pháp xứ cũng không chết không sanh. Như vậy sáu xứ bên ngoài không chết không sanh, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, nhãn giới không chết không sanh, nhĩ tĩ thể thân ý giới cũng không chết không sanh. Như vậy sáu cõi bên trong không chết không sanh, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, sắc giới không chết không sanh, thanh hương vị xúc pháp giới cũng không chết không sanh. Như vậy sáu cõi bên ngoài không chết không sanh, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, nhãn thức giới không chết không sanh, nhĩ tĩ thể thân ý thức giới cũng không chết không sanh. Như vậy sáu thức giới không chết không sanh, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, tất cả pháp không chết không sanh. Như vậy tất cả pháp không chết không sanh, gọi là bát nhã ba la mật đa. Lại nữa, thiện dũng mãnh, sắc uẩn không sanh không chết, thọ tưởng hành thức cũng không sanh không chết. Như vậy năm uẩn không sanh không chết, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, nhãn xứ không sanh không chết, nhĩ tĩ thể thân ý xứ cũng không sanh không chết. Như vậy sáu xứ bên trong không sanh không chết, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, sắc xứ không sanh không chết, thanh hương vị xúc pháp xứ cũng không sanh không chết. Như vậy sáu xứ bên ngoài không sanh không chết, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, nhãn giới không sanh không chết, nhĩ tĩ thể thân ý giới cũng không sanh không chết. Như vậy sáu cõi bên trong không sanh không chết, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, sắc giới không sanh không chết, thanh hương vị xúc pháp giới cũng không sanh không chết. Như vậy sáu cõi bên ngoài không sanh không chết, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, nhãn thức giới không sanh không chết, nhĩ tĩ thể thân ý thức giới cũng không sanh không chết. Như vậy sáu thức giới không sanh không chết, gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh, tất cả pháp không sanh không chết. Như vậy tất cả pháp không sanh không chết, gọi là bát nhã ba la mật đa. Này thiện dũng mãnh, sắc uẩn không lưu chuyển, không có pháp lưu chuyển. Thọ tưởng hành thức uẩn cũng không lưu chuyển, không có pháp lưu chuyển. Như vậy năm uẩn không lưu chuyển,
không có pháp lưu truyền gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh nhãn xứ không lưu truyền, không có pháp lưu truyền. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng không lưu truyền, không có pháp lưu truyền. Như vậy sáu xứ bên trong không lưu truyền, không có pháp lưu truyền gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh sắc xứ không lưu truyền, không có pháp lưu truyền. Thanh hương vị xúc pháp xứ cũng không lưu truyền, không có pháp lưu truyền. Như vậy sáu xứ bên ngoài không lưu truyền, không có pháp lưu truyền gọi là bát nhã ba la mật đa. Thiện dũng mãnh nhãn giới không lưu truyền, không có pháp lưu truyền. Nhĩ tỷ thể thân ý giới cũng không lưu truyền, không có pháp lưu truyền. Như vậy sáu cõi bên